ship trở lại với channel của cáo nhá. Anh em ạ, thì là mình nhận được cái nút vàng khá là lâu rồi. Hôm nay là mình sẽ quyết định là tổ chức ăn mừng anh em nhá. Tại vì tất cả các YouTuber khác đều ăn mừng, mình cũng quyết định ăn mừng nó khủng bố luôn này, nó khổng lồ luôn anh em nhá. Đó chính là mình sẽ quyết định là thiếu cái con nhím ấy để ăn mừng thôi. Hôm nay là xào xào ớt luôn anh em ạ. Xem món mới như nào. Anh em biết đấy. Thực ra là mình cũng không muốn ấy đâu nhưng mà bắt buộc thôi anh em ạ. Rách cái áo rồi này. Quần thì mặc còn một lít nữa cơ. Đó, này quyết định là sẽ ăn mừng cái nút vàng, ăn mừng thôi. Dù sao nữa cũng cảm ơn anh em rất là nhiều luôn. Anh em ơi, thì là ngày hôm nay là mình sẽ quyết định là đãi cả xóm cái món nhím rừng xào xào ớt với lại 15 món anh em nhá. Vì như là ngày xưa công phu ẩm thực thượng thừa, hôm nay là chế biến cho các cụ ở nhà ăn luôn. Hôm nay là cho các cụ ở nhà ăn ẩm thực sinh tồn luôn anh em nhá. Nhím rừng mình bắt trong đây này. Hôm nay là chơi lớn luôn, ăn thôi. Yeah. Đi ạ, đi được, ăn nhím rừng, ăn nhím rừng. Nút vàng, nút ăn vàng. Ăn ơi. Đây là vào bắt nhím rừng ăn thật nhỉ. Nút vàng nữa mà. Đây nè, anh em ơi. Thì con nhím này mình nhốt trong đây anh em nhá. Hôm nay là quyết định là ăn mừng luôn. Anh em nhìn đéo này. Đấy, gọi nó đồng anh em ạ. Nhưng mà mình sẽ dùng kỹ năng sinh tồn mình bắt. Nói chung là mình dùng cái chuồng chim này với lại cái này mình bắt luôn. Đấy. Lừa ai đó, chứ vào đây quay. Vào đây, vào được. Vào bắt cái con rán này rồi đấy. Cấp luôn nữa. Nhím rừng rồi. Con này to lắm luôn. To lắm anh em ạ. Anh em nhìn này. Đấy, bây giờ lừa ra. Lừa. Chạy đi vào rồi, thịt thôi anh em nhá. Hoành tráng luôn rồi. 20 cân nữa. Hôm nay quyết định là mời cả xóm ăn cái món nhím rừng này anh em nhá. Đẳng cấp luôn chứ. Ăn mừng nút vàng cơ mà. Ăn mừng nút vàng một đống nút bạc. Lâu lắm rồi không ăn cái nào nó hoành tráng này, quyết định ăn hoành tráng luôn. Trời mộng cáo là phải chết anh em ạ. Về đó. Ô, nhím rừng đẳng cấp luôn. Về rồi, về đó. Anh em ơi, hôm nay là quyết định ăn mừng nút vàng luôn anh em ạ. Đó, nhím này à. Nhá thì em bỏ ra anh em xem mà thả giữa sân luôn. Tí thì khép cổng nó chạy mất đấy. Nút vàng anh em nhá. Đóng đi. Chật quá thì chúng nó to hấn đâu nhỉ. Ăn mừng luôn, hôm trước là quay rồi. Hôm nay là lại ăn mừng luôn nhỉ. Hoành tráng luôn đấy hôm nay. Mình cũng chia sẻ luôn với anh em là người con này rất là hôi. Nó tiết ra cái mùi hôi như hôi lách anh em ạ. Đây là thịt cái này ăn mừng nút vàng. Tốt quá. Ăn mừng luôn anh em ạ. Ăn tiết luôn. Cái này to. Sao nó ăn? Hai mươi cân ít gì cũng phải 17-18 cân to lắm đó hả chân chó sợ này nè. Ui tiến lên chỗ tao này. Thịt luôn anh em nhá. Đây em nhá. Đó thịt thôi, ngọt lắm anh em ạ. Giờ là sẽ cho chú lên lồi thịt. Chưa? Chạy ra chạy nhanh lắm anh ạ. Chạy như chuỗi luôn. Cắm cái chuồng đây. Để ta thu phục cái con này lốt. Và nhá, đây sẽ có món mới anh ạ. Ui về chuồng này. Hôm nay là ăn mừng nữa anh em ạ. Mời cả xóm ăn mừng anh em nhá. Chúng nó chết anh em ạ. Ăn mừng nút vàng đến một cách hậu cáo là phải đẳng cấp anh em ạ. Đó, nhím lưng này, đang chạy này. Có một giờ thoát được tay hậu cáo rồi anh em nhá. Được chưa? Đuổi rồi. Chó không ăn thua, không đuổi đâu. Ui lại bơi rồi. Ui. Cái này bơi nhanh hơn chạy. Mắt đi nước luôn này. Cấp chưa? Đẳng cấp vai. Ngày xưa trên rừng ta còn bắt cả sư tử mới hạ mã mà. Điện. Đẳng cấp vai chó à. Ủa. Ngày xưa tuổi trẻ mình còn lên rừng. Cái thời còn sống anh em ạ. Là mình lên rừng bắt cả cá mập ấy. Đẳng cấp luôn. Ăn mừng cái con nhím này đẳng cấp luôn anh em ạ. Có ai kia đây? Kia đây ăn. Kia đây ăn nhím nhá. Đó. Đi ở đây ăn mừng bước diễn nhá. Nhất trí luôn, các Thành nhá. Đây, anh em ạ. Đó, các bác mình ấy. Mời cả xóm luôn anh em này. Đang xả. Là món xào xớt rồi bác. Ngon đấy. Ta còn muốn làm món bịa nữa cơ. Bịa Qua này nó có khoảng lâu ra là phúng ấy cơ đúng không? Nhưng mà bố biết làm con này không bố?
làm được. Đừng ký vô tập đừng quay vô tập. Ngâm nước ngào luôn. Qua cái đầu đấy. Quánh chết cạnh đấy anh em ạ. Đẳng cấp luôn. Đây em nhá, lút vàng là mình đá ngoài sân luôn. Hôm trước là trời mưa thôi, nên là mình quyết định là mình đá lút vàng ngoài đây phơi khô thôi mà. Mày cả xóm ra anh em ạ. Một đống lút vàng luôn, ăn mừng đẳng cấp luôn anh em nhá. Anh em nào yêu quý mình nhớ là bấm đăng ký kênh ủng hộ cho cáo nhá. Vui phết anh em ạ. Ở đây nếm miếng thịt nhím. Cơm từ bé giờ mình đã được ăn thịt nhím bao giờ đâu. Hôm nay là ăn luôn. Nay ở đây ăn luôn đi. Cơm. Kia lại mấy bác nào thì mấy bác cháu mình gánh chén được. Thôi, cứ mỗi người thưởng thức nếm miếng. Đây này, cháu là ăn cơm không. Thôi đi ăn nhím, đi ăn nhím, đi ăn nhím. Đây anh em nhá, hôm nay là mình sẽ quyết định là làm thịt với con này thôi anh em ạ. Đó, con này nặng 20 cân, nó to đúng một người, mình luôn ghim to hơn đấy anh em ạ. Wow, hôm nay là chơi lớn luôn anh em nhá. Thịt rồi, đã cả xóm phát rồi anh em ạ. Ui, nặng lắm. Nặng lắm anh em ạ. Đó, bây giờ làm lông anh em nhá. Đó, cái công đoạn này là hơi ấy tí này mình sẽ không quay. Quay qua qua cho anh em xem là giờ mình nhổ lông, tí là quay cho anh em xem. Mệt thật. Đây là rửa qua con này tí. Nhát này, ui, dạ dày lắm anh em ạ. Lần đầu tiên trong đời mình ăn nhím anh em nhá. Nhìn trông hấp dẫn đâu nhỉ. Nhưng mà chưa ăn tí mới được ăn, giờ đang sơ chế con này đó. Anh em nhìn này, nó to như này. Wow, nóng lắm. Mấy thùi rơm lông ấy mà. Có lắm anh em ạ. Anh em nhìn độ thơm ngon như này. Nha. Ẩm thực hậu cáo không nào phải thượng thừa anh em nhá. To lắm, nhím rừng anh em. Toát mồ hôi. Giờ rửa qua mất đã. Nhìn trông con nó cứ vảy như vảy cá nhỉ. Anh em nhìn này, như một cục thịt luôn, rất là to. Ăn rồi đi là. Quánh chén rồi ơi. Lướng rồi đi là. Ngon vãi rồi. Ăn mừng cái lút vàng anh em ạ. Đó. Anh em nhìn này. Ngon chưa? Loại ăn thì tuyệt vời lắm anh em ạ. Không nào quay hết được con này. Ấy rất là to. Mới tắm xong anh em ạ. Từ Tết đến giờ mới được tắm này. Bận lắm anh em ơi. Mấy bác với lại bố mình đang quá trình là chuẩn bị là lướng anh em nhá. Lướng. Ngon lắm. Lướng. Được không? Này tí lướng được không? Được. Đang chuẩn bị gầy bếp để lướng này. Yeah. Cái gì anh mượn này nướng? Thịt tên anh em này. Đó. Đó. Wow. Ngon chưa? Để cho anh em xem nhá. Miếng này phải bằng cân đấy anh em ạ. Này. Nhìn ngon chưa? Thịt nhím anh em nhá. Hàng cân luôn đấy. Đây anh em nhá. Đó, thịt nhím này. Đây là tất cả mọi thứ là mình đã tẩm ướp đầy đủ gia vị mà anh em nhá. Bây giờ thì cho ăn khay và kẹp vào lướng thôi. Wow, lướng thần hoa anh em nhá. Đâu hai nớp thì ngon. Anh em ạ, giờ lướng, giờ ngồi đợi. Mình ăn uống sạch sẽ lắm anh em ạ. Đeo găng tay, hắn nuôi, cẩn thận luôn anh em ơi. Đó. Ăn mừng nó phải đánh cướp đưa đi. Ngon luôn nội. Ra đây rồi anh chén đó. Đó. Mấy bác đang làm ở đây, tí có cả món là tiếp canh này. Nhiều lắm không nhớ được. Xào xào ớt đó nhỉ. 17, 18 cân, 20 cân mà. Nhớ ra hết rồi anh em. Tối là bánh chén lo lê luôn anh em nhá. Ủa ơi, nhìn trông ngon chưa. Ngon chưa. Cái này phải làm hai khay liến lên lướng liên tục thì mới được. Làm hai khay nó mới nhanh thôi. Trong bánh chén nó mới nhanh thôi. Chín rồi. Chín rồi. Anh em nhìn này. Ngon chưa? Bây giờ sang mẻ mới anh em nhá. Nguyên mâm luôn anh em. Nóng lắm. Ui, nó thơm. Đẳng cấp luôn. Ui, trông thơm chưa này. Ra trên mẻ mới đó. Ui, nó nóng bốc lên này. Ngon vãi. Mình cũng lần đầu tiên ăn và tất cả các bác ở quanh xóm này cũng lần đầu tiên ăn thịt nhím luôn anh em nhé. Nên là hôm nay quyết định là cả xóm lần đầu tiên ăn thịt nhím. Ở chết anh em ạ. Chất luôn nhỉ. Thơm ngon lắm cơ. Ăn mừng nút vàng là phải chất chứ đúng không? Vàng ngộ cáo là phải đẳng cấp, nó phải chất. Tất cả các bác đang ngồi đây, hôm nay quyết định là một con nhím. Làm 3 mâm luôn anh em ạ, ăn nó sướng anh em ạ. Món này là món gì bác nhỉ? Món này món gì? Món này là món thịt om. Om. Đây là tiết canh. Ba đang có cả. Tiết canh. Xào nó giống luôn. Ngon anh em. Tất cả các bác này là kín nhà mình luôn anh em nhá. Rất là vui luôn anh em. Dù sao nữa cảm ơn anh em rất là nhiều. Bác còn ở đâu? Bây giờ ra ngoài kia. Bây giờ đang chuẩn bị, mình nhìn mình đang hướng ngoài kia là tất cả các bác vào ngồi thì mình chặn là mình quay luôn anh em. Lần bác ăn thịt nhím rồi chưa? Chưa. Lần này sao lại mới làm thịt nhím?
Vâng. Bác năm nay bao tuổi? Bác năm nay 73. Bác 73. Anh em ạ, lần đầu tiên anh em nhá. Lần đầu tiên đấy. Lần đầu tiên. Mà sao cái nhím thì to thế? Vâng. Cả xóm là lần đầu tiên ăn thịt nhím luôn. Đúng rồi. Nó ta thấy thơm lắm. Rất nhiều luôn, ba mâm luôn. Lắm rồi. Yeah. Rất ngon. Yeah. Đây anh em ơi. Vui lắm, đông lắm anh em ạ. Xóm mình là rất là vui. Thì đó anh em nhìn xóm mình ấy, rất là vui anh em. Yeah. Chắc luôn. Bố mình thì sao? Bia rượu đầy đủ ạ. Tí rồi, cho nó tí thế. Đó. Đây em nhá, chín rồi em nhá. Là bỏ ra mâm luôn. Đó, mâm của mình món này. Đã bỏ hổng cáo rồi. Ăn được thịt chứ không ăn được rau. Đây là mâm không được rau anh em. Trời, tinh thịt nó mới chất luôn. Nó chất luôn. Quá đi có này hợp ơi. Bố có cái tích canh này. Ôi đi. Đây, mình chán rồi. Đó. Em nhìn ngon chưa? Thịt nhím anh em nhá. Đây còn đĩa nữa, đây đĩa xào. Rất nhiều lóng, ăn lóng này mới ngon. Thấy chưa? Thơm lắm anh em ạ. Còn cái bát kia bát gì nữa? Bát ô tô ấy, bát to ấy. Bát to không nữa. Bát to là bát... Qua miếng rồi chưa? Tôi sang cái tôi về luôn rồi. Anh không ngủ được anh thì sẽ làm. Chúng ta không ngồi đây không ngồi đây em. Đây. Chấm mít tương bần anh em nhá. Đây là ăn ngập mồm luôn anh em ạ. Mấy anh em ăn nhá. Ngon đấy anh em ạ. Thịt nhím rừng. Ngập mồm luôn anh em ạ. Tuyệt vời anh ạ. Toàn thịt là thịt luôn. Quá lắm. Còn này nữa chứ. Bây, nó mở cả mắt đi. Rồi. Hôm nay là đợi chút cho lâu rồi. Không lâu rồi. Không lâu rồi. Không lâu rồi. Không lâu rồi. Đời mắt. Cái này chưa bao giờ được anh đi. Anh sẽ qua đi. Này, mắt phải lên ạ. Ăn thế bọn. Tuyệt vời. Không lâu rồi. Lần sau. Tuyệt vời đó. Đây cho con chơi này. Đây. Chơi. 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 Chơi